Trời mưa ướt áo ướt quần, làm sao ướt được tinh thần dân chơi. Hôm nay giờ rất thảnh thơi, đang đi giữa phố thế nào mà gặp cơn mưa rào, gió lốc nổi lên cuốn tớ vào cái quán này. Nhân viên đưa cho ly nước với cái đĩa bát lấy thật nhiều đồ ăn, rồi nói nhỏ vào tai tôi. Phòng bên trong nhà em có nhiều đào chân dài đến nách. Đẹp trai như Batman đấy chị. Hoàn toàn. Ôi em ơi, chị cần phâu trắng trẻo cơ, em dai này đen quá. Dạ, vậy chị đi theo em, đào này trắng trẻo, chân đến nách thiệt nha chị. Cái gì vậy bà nội? Ảo thật đấy. Thôi thôi, chủ kiến cho em nào ít lông lá thôi, vu chị là thích kiểu sạch sẽ trắng bóng. Dạ, đây đây chị ơi, đào này mướt bóng từ đầu đến chân. Thôi ông im mẹ à mồ đi. Ý chị không phải chọc lốc thế này, chị muốn em nào thật mạnh mẽ, thật hổ báo cơ. Hổ báo thế này đúng cô chị chưa ạ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà chị chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không, chị muốn tiếp viên cao to thật sự cơ. Dạ, to như chó khoai phong như hổ thế này không lệch đi đâu được. Trắng đâu? Trắng đây. Quay xe. Nói chung, ăn uống té le rồi quay xe đi về. Lần sau là tôi nhớ mặt cái quán này. Cà phê mèo cát phê chi nhánh Bình Dương nha cả nhà. Buffet ăn vặt, đồ uống và mèo thôi đó. Không có đào 6, 7, 8 múi đâu.